Xem Rivet, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học phần cuối cùng của bài số 14 ha. Và trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giải quyết từ bài tập số 29 cho đến bài tập cuối cùng là bài tập số 36. Thì nội dung chủ yếu trong bài ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ thực hành các cái bài tập để luyện tập thêm cho những cái mục lý thuyết mà trong bài trước chúng ta đã được học qua ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy nhìn vào cái bài tập số 29 ở đây cho mình. Thì ở bài này người ta yêu cầu tất cả các bạn đó là các bạn hãy thay ở cái chỗ dấu ba chấm này nè bằng các cái động từ là palace và động từ just và what see beer. Thì bạn nào mà quên về cái nghĩa của hai cái từ này thì hãy xem lại cái video trước của mình ha. Còn bạn nào mà nhớ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành luôn. Ở đây thì nó 8 câu. Mình sẽ làm mẫu để mình coi. Ok, một câu đầu tiên nó có hai chỗ điền trống. Mình nghĩ là chắc là đủ rồi. Thì ở đây mình sẽ làm mẫu qua một câu thôi. Còn cái câu còn lại thì các bạn sẽ tự làm. Và sau đó sẽ kiểm tra đáp án mà mình để sẵn ở phía sau nhé. Chúng ta có Я слышал, что ваша сестра. Rồi, chấm chấm chấm. Câu này chúng ta dịch hiểu trước nè. Tớ thì nghe nói rằng là chị gái của cậu. Chỗ này các bạn có thể dịch em gái cũng được ha. Em gái của cậu. Chấm chấm chấm. Rồi. Как сейчас она? Bây giờ thì cô ấy như thế nào? Thì ở đây chúng ta có cái nghĩa của cái từ palace có nghĩa là bị ốm, bị đau. Và cái từ chustvovasibia có nghĩa là cảm thấy bản thân như thế nào đấy. Như vậy thì trong cái vế đầu tiên, tớ nghe rằng là chị gái của cậu, thì chị gái của cậu phải như thế nào? Đó là phải chị gái của cậu bị ốm, chứ không phải nói là chị gái của cậu cảm thấy bản thân như thế nào được. Tại vì nó không có thêm một cái bộ ngữ nào ở phía sau cho cái từ chustvovasibia. Cho nên là chỗ này chúng ta sẽ điền cái từ vào là palace. Và thêm một phần nữa là ở đây là nó dùng cái từ ở phía trước là từ slusha, có nghĩa là nghe nói. Thì đã nghe nói ở đây là chia về quá khứ rồi. Thì cái từ palace chỗ này bạn cũng chia về quá khứ luôn cho mình ha. Cách chia như thế nào thì bạn hãy tra áp nhé. Cái thứ hai đó là chúng ta có cái vế sau này, Kasichat Anna. Thì bây giờ như thế nào? Thì đây là ở dạng câu hỏi, không thể mình đặt vào câu tình huống đó là bây giờ cô chị ấy đau như thế nào? Thì nó không đúng. Mà bây giờ chị ấy cảm thấy như thế nào? Thì nó nghe nó hợp lý hơn ha. Thì ở đây có cái từ chat là nó thể hiện cho cái thì hiện tại. Cho nên là cái từ chustvovasibia bạn cũng để cho mình ở cái thì hiện tại nhé. Cách chia như thế nào thì hãy tra lại áp nhé. Rồi, sau khi làm xong cái bài tập số 29 thì bạn hãy chuyển sang cho mình đến bài tập số 30 nhé. Ở bài tập số 30 này thì người ta sẽ cho tất cả các bạn những cái lưu ý đối với lại các cái động từ là smothered, asmothered. Thì nó có hai cái động từ này thì nói chung là nó có nhiều cách dùng khác nhau á. Thì về nghĩa thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà tại vì nó đa dạng ở nhiều cách cho nên là ở đây người ta cũng muốn chú ý cho các bạn xem qua. Đầu tiên, trong tình huống thứ nhất, smotresto có nghĩa là xem cái gì. Thì ở đây người ta đưa ra hai ví dụ các bạn đọc qua. Victor smotre film. Thì Victor đã xem phim. Cái chữ phim chỗ này chính là tình huống là smotresto. Ví dụ như bây giờ mình đặt câu hỏi là ngày hôm qua Victor đã xem cái gì, thì mình sẽ đặt đó là Что вчера Victor смотрел. Rồi, tiếp tục chúng ta có cái ví dụ thứ hai. Nina посмотрела балет. Nghĩa là Nina đã xem xong cái vở diễn ballet. Thì cũng tương tự câu hỏi mình sẽ đặt đó là Nina đã xem xong cái gì, thì bạn cũng đưa cái từ để hỏi ở phía trước đó là Что Nina посмотрела. Được chưa nào? Rồi, ở tình huống thứ nhất mình chốt lại đó là xem cái gì, còn vẫn là cái từ smotret này, nhưng mà trong tình huống thứ hai chúng ta có các từ để hỏi như là kuda nakavo nasto, có nghĩa là nhìn đi đâu, nhìn ai, nhìn cái gì. Ví dụ đầu tiên người ta đưa ra
studentu postmodernly nadasku. Thì ở đây chúng ta sẽ không dịch là xem cái gì mà chúng ta sẽ dịch đó là nhìn đi đâu. Thì câu này các bạn sẽ dịch có nghĩa là các sinh viên thì nhìn lên bảng. Như vậy khi đặt câu hỏi cho cái này chúng ta cũng không sử dụng, mình nhắc lại nhé, không sử dụng là sto mà chúng ta phải sử dụng đó là na sto studentu postmodernly. Được chưa nào? Sang ví dụ thứ hai, genis postmodern na nhìn. Câu này nó có nghĩa là genis thì đã nhìn nhìn là nhìn lên, thường các bạn hay nói là mày nhìn mặt tao này, mày nhìn mặt tao này, kiểu kiểu như vậy, mày nhìn tao xem này, mày nhìn tao xem này đấy. Hoặc là trong phim á, trong những cái tình huống mà mình lấy ví dụ sao ta, một ai đó mà giả vờ sắp chết đuối hoặc là như này kia thì bạn chạy lấy bạn ôm á, trong tình huống người ta sắp rìa xa khỏi cõi đời này thì bạn ôm cái mặt này, bạn sẽ hay nói nhìn tao này, nhìn tao này, nhìn 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 tớ này, nhìn tớ này, vân vân này kia. Thì trong tình huống này này thì các bạn hãy sử dụng đó là smotrinami nha, tức là nhìn tao này, một cái thể mệnh lệnh smotrinami nha, smotrinami nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ sang cái từ asmotret. Ở đây asmotret thì như mình nói hôm trước đó, thường đó là nó đi tham quan một cái gì đấy, nói chung là tổng thể, hoặc là khám ai cũng là khám một kiểu gọi là tổng thể. Thì ở đây người ta đưa ra hai cái ví dụ, Vrach Asmotren Anvara, có nghĩa là bác sĩ đã khám cho anh bà, chỗ này đã là khám xong hoàn toàn nhé, và nói chung là khám này là khám tổng quát đấy. Studentu Asmotrivali Museum, thì có nghĩa là các sinh viên đã tham quan xong cái viện bảo tàng đấy. Thì đối với riêng mình á, thì trong cái hai cái động từ này thì mình thường hay dùng đó là cái từ smotre nó nhiều hơn. Còn đối với từ smotre thì như các bạn thấy ví dụ này á, thì thứ nhất á, là nó trong trường hợp đó là đi khám bác sĩ, thì thật ra mình cũng không không gọi là sao ta, mình không làm trong cái ngành y nhiều cho nên là cái từ này mình cũng không dùng. Cái thứ hai, một đứa như mình thì mình cũng không thích đi tham quan này kia cho lắm nên mình cũng không có dùng những cái từ này. Chủ yếu đó là mình là một đứa hay xem các bộ phim này, hay xem video trên YouTube này kia nè, hoặc là lâu lâu thì sẽ xem các cái gì ta, các video trên TikTok ấy, thì bạn cũng sẽ hay gặp những cái từ như là Smotrekuda, Nakabo, Nasto. Tại vì các video mà về phỏng vấn ấy, thì người ta sẽ hay dùng cái từ Smotrek nó nhiều hơn là hãy hãy nhìn tôi này, đấy kiểu kiểu như vậy, hoặc là hãy nhìn về cái hướng kia kìa, vân vân. Rồi sau khi mà các bạn xong cái bài 30 này, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 31 để cùng thực hành nhé. Ở cái bài tập số 31 này thì nó cũng giống như cái bài tập số 29, đó là các bạn sẽ thay thế ở cái chỗ dấu ba chấm này bằng các cái động từ là smotret và smotret, asmatriva và asmotret. Rồi ở đây thì nó có 6 câu, mình chỉ làm mẫu một câu đầu tiên thôi, còn lại các câu còn lại các bạn sẽ tự làm qua và sau đó hãy kiểm tra đáp án nhé. Chúng ta sẽ đi vào câu đầu tiên. Tamara donga chấm 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 Naminya. Thì đầu tiên nếu như mà chúng ta cứ dịch ra tiếng Việt trước đi, chúng ta không quan trọng là cái từ của tiếng Nga, chúng ta cứ dịch ra tiếng Việt thì câu này nó có nghĩa là Tamara thì đã nhìn tôi rất là lâu. Tại vì sao mình dùng ở đây là đã nhìn tôi rất là lâu? Tại vì nó có cái từ là donga, có nghĩa là nó phải xuất phát từ một cái thời điểm mà từ trước đó cho đến hiện tại, chứ không thể xuất phát từ cái thời điểm hiện tại cho đến tương lai được. Cho nên là ở đây mình thấy là sử dụng là quá khứ thì nó sẽ hợp lý hơn. Cho nên là mình sẽ sử dụng một là smotret, hai là basmotret. Thì tại vì ở đây mình không biết một chuyện là gì, cái hành động này nó đã có kết thúc hay chưa. Nếu mà nó đã kết thúc rồi thì ok, bạn sử dụng mà basmotret nó vẫn được. Nhưng mà ở đây thì mình nó chưa biết nó kết thúc thì mình sẽ dùng là smotret nó vẫn được. Nhưng mà để cho an toàn á, thì các bạn hãy nên sử dụng từ smotret nó nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà người ta làm theo ngữ pháp của tiếng Việt á, thì người ta sẽ hay bắt bẻ các bạn một số ý, đó là tại vì đây là một hành động diễn ra lâu thì phải sử dụng là động từ chưa hoàn thành,
thể hiện quá khứ là nó có thể là lặp đi lặp lại hay là này kia, chứ nó không phải là diễn ra hành động một lần á. Thì bạn nào mà quên về cái phần kiến thức cách sử dụng động từ hoàn thành và động từ chưa hoàn thành thì hãy xem lại ở trong video trước, mình không nhớ bài số mấy nữa, nhưng mà bạn hãy xem một cái bài trên cái dàn bài của mình á, mình có để sẵn một video riêng về cái phần động từ chưa hoàn thành và động từ hoàn thành, bạn nào quên thì hãy xem lại nhó nhé. Thì ở đây vì là như mình xét ngay từ ban đầu nó thuộc dạng quá khứ, và ở đây thì mình sẽ sử dụng động từ chưa hoàn thành, và Tamara ở đây là thể hiện người con gái, cho nên là mình sẽ chia từ smotren này thành là smotren là Tamara đúng smotren là nam. Sau khi làm xong cái bài tập số 31 thì các bạn hãy chuyển sang cho mình đến bài tập số 32 ha. Ở bài tập số 32 này thì người ta yêu cầu tất cả các bạn một việc đơn giản thôi, đó là các bạn sẽ đọc qua cái bài test này. Và cũng như mọi khi thôi, thì đối với các bài test thì mình sẽ đọc qua hai lần, một lần đọc nhanh, một lần đọc chậm, và sau đó sẽ dịch hiểu cho tất cả các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần đọc chậm trước nhé. Однажды в поликлинику пришел пожилой человек. Врач внимательно осмотрел его и сказал: «Вы должны хорошо отдохнуть. Советую подъехать в деревню, много гулять, пить молоко, рано ложиться спать и курить только одну сигарету в день. Я делаю все так, как вы советуете», — сказал больной. Он поблагодарил врача и ушел. Через месяц этот пожилой человек снова пришел в поликлинику. «Ну, как ваши дела? Как здоровье?» — спросил врач. «Сейчас я чувствую себя намного лучше», — ответил больной. «Я так хорошо отдохнул, ложился спать рано, пил молоко, много гулял, но курение чуть не убило меня. Это очень трудно начинать курить в 60 лет». Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái phần đọc nhanh ha. Однажды в поликлинику пришел пожилой человек, врач внимательно осмотрел его и сказал: «Вы должны хорошо отдохнуть, советую подъехать в деревню, много гулять, пить молоко, рано ложиться спать и курить только одну сигарету в день. Я делаю все так, как вы советуете», — сказал больной. Он поблагодарил врача и ушел. Через месяц это пожилой человек снова пришел в поликлинику. «Ну, как ваше дело? Как здоровье?» — спросил врач. «Сейчас я чувствую себя намного лучше», — ответил больной. «Я так хорошо отдохнул, ложился спать рано, пил молоко, много гулял. Но курение чуть не убило меня. Это очень трудно начинать курить в 60 лет». Về cái phần dịch hiểu của cái bài này thì bạn sẽ hiểu như sau. Sau khi mình đọc qua thì mình cũng thấy khá thú vị. Đó là một lần thì có một người cao tuổi, Brazil có nghĩa người cao tuổi, thì đi đến trong cái trạm chỗ khám ấy. Thì bác sĩ đã khám một cách rất là thận trọng người đấy và bảo là bác nên là nghỉ ngơi cho thật tốt. Cháu khuyên ở chỗ này thì mình không biết là bác sĩ như thế nào, nhưng mà nói chung thì tại vì mình đọc đến cái bài cuối của bài test chỗ này thì người này đã là vào 60 tuổi rồi. Thì thường mà các bác sĩ thì cũng có thể là có người tầm tuổi này, nhưng mà thường thì ở độ tuổi bốn mấy hoặc năm mấy thì nó vẫn ok ha. Cho nên mình sẽ dùng nó từ bác cho nó lịch sự hơn. Cháu khuyên bác đó là hãy đi về cái vùng nông thôn, hãy đi dạo nhiều, uống sữa này và ngủ sớm một tí. Cùng với đó thì là hút thuốc thì
chỉ một điếu một ngày thôi. Thì người bệnh nhân đó mới trả lời là vậy bác sẽ làm mọi thứ như cháu mà khuyên. Bệnh nhân nói như vậy. Bệnh nhân thì đã cảm ơn bác sĩ và sau đó rời khỏi. Một tháng sau thì cũng chính cái bệnh nhân đó lại một lần nữa đến cái chỗ khám. Thì cái câu chỗ này là câu gạch đầu dòng mình đang mình để em chuột chỗ này, đó là của người bác sĩ hỏi ha. Bác sĩ hỏi bác dạo này thế nào rồi, sức khỏe ra sao rồi ạ? Thì bây giờ là bác cảm thấy bản thân nó tốt hơn là nhiều rồi. Ở đây thì các bạn để ý cho mình là người ta dùng cái từ nam mình nói cả. Bình thường chúng ta chỉ nói là nhiều rồi, hơn nhiều rồi thì là chỉ cần mình nói ra thôi, nhưng mà nam mình nói rồi nó có nghĩa là hơn rất là nhiều lần so với cái từ mình nói cả. Thì bệnh nhân bảo như vậy. Bác thì đã nghỉ ngơi rất là tốt, đi ngủ sớm, đã uống sữa và đi dạo cũng rất là nhiều. Nhưng mà hút thuốc thì xém nữa là nó đã giết chết bác. Đây thực sự là một cái điều khó, đó là phải bắt đầu tập hút thuốc vào tuổi 60. Thì ở đây cái lúc này mình đọc xong này mình hơi buồn cười một tí, là tại vì cái chỗ lời khuyên chỗ cái này là thứ nhất là bác sĩ khi mà người ta đi khám thôi nhá, đầu tiên là bạn phải hỏi bệnh nhân là có hút thuốc hay không. Nếu như mà có thì may ra mới khuyên là nên hút thuốc chỉ tối đa là một điếu một ngày thôi, còn tốt hơn nữa thì phải bảo người ta là nên bỏ hút thuốc luôn, tại vì hút thuốc thì nó không tốt cho sức khỏe cho lắm cho nên phải bỏ luôn. Mà bác sĩ lại khuyên là nên hút thuốc một ngày thì nó không hay, mà trong khi là bệnh nhân này thì chưa bao giờ hút thuốc. Đâm ra là bệnh nhân mới bảo là làm theo tất cả thì cái gì cũng làm, và trong đó thì thử cái hút thuốc, mà cái hút thuốc xong thì bảo là xém chết. Tại vì bạn nào mà chưa hút thuốc á, và mà hút ngay cái mùi khói á, thì nghe kiểu có cảm giác nó ho ngay lập tức, hoặc là có cảm giác nhiều lúc nó buồn nôn lắm. Mình không phải là một đứa hút thuốc nhưng mà nghe cái mùi thuốc mình cũng rất là khó chịu, cho nên đó là lần sau á, mà bạn nào mà đi khám bác sĩ á, mà có nghe cái lời khuyên kiểu như thế này á, thì phải hỏi ngay lập tức đó là bạn không có hút thuốc thì có cần phải hút thuốc một ngày một lần không, mà tốt nhất thì là không nhé, câu trả lời không nên hút thuốc nhé. Ok, thì các bạn hãy luyện đọc thêm cái bài tập số 32 một hai ba lần nhé, sau đấy thì hãy chuyển sang cho mình đến bài tập số 33. Ở cái bài tập số 33 này là một cái bài tập nó sẽ hơi gọi là sao ta, nó hơi nhọc nhằn hơn cho các bạn một tí. Thì đối với các bài tập trước đó là các bạn có cái động từ sẵn rồi, các bạn có cái câu sẵn rồi, thì các bạn chỉ cần thay cái động từ vào cái chỗ dấu ba chấm chỗ này. Nhưng ở bài tập 33 này là một cái bài tập mà nó yêu cầu rằng các bạn sẽ thay cả một cái vế, cái mệnh đề câu nó sẽ hơi dài một tí, tùy ý theo suy nghĩ của tất cả các bạn. Thì ở đây có thể coi là cái bài này nó dạng một cái dạng là freestyle, có nghĩa là tự do ấy, bạn thích làm gì thì làm. Thì ở đây thì riêng bài này thì mình sẽ không làm, mình cũng không có đáp án cho cái bài này, tại vì mỗi người thì có một cái suy nghĩ khác nhau thôi ha. Thì ở đây mình chỉ làm mẫu cho các bạn nghe một câu để các bạn hiểu cái hình thức của cái bài này như thế nào, rồi sau đấy thì các bạn muốn thì bạn làm, không muốn thì cũng không sao cả. Nhưng mà mình khuyên tốt nhất là vẫn nên làm qua nhé. Ở đây câu số 1 chúng ta có Я не хочу на занятия, потому что... chấm chấm chấm. Thì đây là một cái câu mà mình hay gặp, tại vì nhiều lúc mình đi học ở bên Nga mình cũng hay nghĩ nhiều, nên lớp trưởng nó cũng hay hỏi mình nữa là почему ты не хочу на занятия, kiểu như vậy. Thì câu này nó có nghĩa đó là tôi thì đã không đến buổi học bởi vì. Thì chỗ này bạn sẽ điền gọi là gì ta, điền cái lý do để giải thích là tại sao bạn không đến lớp học. Thì nó có nhiều lý do, bạn có thể bảo là câu gọi là sao ta, cái câu kinh điển mà câu phổ thông mà câu gọi là từ xa xưa đến giờ đó là bị ốm rồi. Thì từ mà bị ốm bị đau thì các bạn đã học được trên bề trên rồi đấy, thì các bạn hãy điền vào đây cho mình. Còn không thì có sẽ có nhiều lý do khác, hoặc là bạn bảo ví dụ như mình thì mình sẽ hay nói là mình bận đi làm, thì mình sẽ nói là потому что забыл занять на работу, chẳng hạn như vậy. Hoặc là bạn có thể bảo là bạn gọi sao ta, lý do gì cho nó hợp lý nữa nhỉ. Thì mình chỉ hay dùng lý do là bận đi làm thôi, còn lại thì cái lý do khác mình nghĩ không ra. Bạn nào mà có nhiều lý do hơn thì hãy cứ điền vào đây nhé. Các câu còn lại nó cũng tương tự như thế đấy, tức là có thể là
bạn sẽ điền lý do hoặc là bạn sẽ điền kết quả tùy nghĩa của câu. Thì các bạn cứ làm hết tất cả những cái câu này cho mình. Nếu mà có cái chỗ nào mà dịch không ra, không hiểu thì hãy bình luận ở dưới video và sau đó thì mình sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn nhé. Sau khi làm xong cái bài tập số 33 thì các bạn hãy chuyển sang cho mình đến bài tập số 34. Ở bài tập số 34 này thì cũng là một cái dạng bài tập gọi là freestyle, nhưng mà ở đây thì người ta sẽ cho các bạn là một cái chủ đề sẵn. Thì cái chủ đề mà người ta đưa ra, ở đây chúng ta có ba chủ đề, là mỗi cái gạch đầu dòng như thế này. Thì thật ra cái bài này mình có thể dịch cho các bạn được, nhưng mà kể cả cá nhân mình ngày xưa mình gặp mấy cái bài này mình cũng không làm nó, cho nên là mình cũng không muốn các bạn làm nó làm gì cả. Thay vì đi làm mấy cái bài test chỗ này thì các bạn hãy đây đọc lại cái bài 32 nhiều cho mình và nhớ luôn cái bài này. Nhớ ở đây ý mình ở đây là gì? Có nghĩa là bạn hãy gấp sách lại và bạn hãy tự đứng lên và bạn đọc lại những gì mà bạn đã nhớ. Thì nó cũng sẽ thuộc dạng như là làm cái bài này. Thì thay vì ngồi nghĩ thì tốt nhất là các bạn cứ nhớ luôn cái cải của người ta, sau này thì áp dụng này của người ta. Bạn viết xong thì lỡ nó có sai ngữ pháp, bạn không biết nữa thì nó cũng mệt lắm. Thì những cái bài này nó thuộc dạng là nó rèn luyện cho tất cả các bạn cái kỹ năng viết là nó nhiều hơn. Nhưng mà ở trong cái video này thì đến thời điểm hiện tại cái mình muốn đó là các bạn sẽ nói được nhiều hơn, nghe được nhiều hơn. Kỹ năng viết thì nó chưa cần thiết ở cái mức độ mà các bạn học từ A1 với A2 nhiều. Thật ra nếu có thì càng tốt, nhưng mà ở bây giờ thì mình chưa thật sự đó là nghĩ là các bạn cần một cái kỹ năng viết cho nó cao, mà các bạn cần đó là thu thập hơn nhiều tài liệu, đọc nhiều tài liệu hơn và các bạn sẽ nhớ. Khi các bạn đọc càng nhiều thì cái từ vựng của bạn càng nhiều, cái hàm lượng ngữ pháp nó càng cao và bạn sau này nó đến một cái mức độ bạn sẽ đủ trình để bạn viết được nhiều hơn. Bạn nào mà vẫn thích viết á, thì hãy bình luận ở phía dưới video. Nếu như cần á, thì mình sẽ dịch cho các bạn nghĩa của những cái từ này nghĩa là gì. Nhưng mà thật ra thì sau 14 bài rồi thì mình nghĩ đến đây thì các bạn cũng có thể tự dịch. Nếu bạn nào dịch không được thì vẫn cứ bình luận nhé, mình sẽ hỗ trợ nhé. Còn sau khi xong cái bài 34, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 35 và bài tập số 36. Ở bài tập số 35, 36 thì mình sẽ đi bài 36 trước đi. Thì đối với cái bài 36 này là cái bài tập mà người ta muốn rằng là các bạn hãy học thuộc những cái từ mà xuất hiện ở trong bài 14 này, gọi cho là cái từ mới. Thì mình thấy ở đây khá là nhiều từ mà chúng ta sau này sẽ dùng rất là nhiều. Nên là riêng ở trong bài 14 thì mình mong là các bạn sẽ ôn lại cái phần từ vựng này thật kỹ cho mình nhé. Còn ở cái bài tập số 35 là cái bài tập mà nó muốn là các bạn sẽ để ý lại những cái động từ mà trong bài 14 này chúng ta đã đọc qua rất là nhiều lần, qua các bài test này, qua các bài tập mà chúng ta được làm qua, hoặc là qua những cái bảng mà người ta đã lưu ý cho tất cả các bạn. Cái thứ hai đó là người ta muốn là các bạn hãy nhớ cái cách chia của từng cái động từ này, và sau đó thì các bạn hãy đặt câu với lại những cái động từ này. Thì thật ra ở cái phần này á thì mình sẽ lưu ý những cái từ nào mà chúng ta hay dùng nhiều thì các bạn hãy đặt câu với lại những cái từ đấy. Còn nếu bạn thích thì bạn đặt câu hết với tất cả cũng được. Nhưng mà thật ra thì nó cũng không cần thiết cho lắm. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ có những cái từ này. Thứ nhất là cái từ Blagadari, là cái từ mà cảm ơn á. Cái từ thứ hai là cái từ Palet và Zabalet, là cái từ gợi bệnh. Cái từ Vespamina, Vespomnik có nghĩa là nhớ, tưởng nhớ về ai. Tiếp là cái từ Stab, Padasda có nghĩa là chờ. Zakazivat và Zakazat, ở đây có nó kiểu nghĩa là mình thì mình hay dùng trong tình huống đó là đặt hàng, đặt trên online hoặc là đặt kiểu offline, nó cũng như vậy thôi, để đặt hàng. Từ Svat và Svat có nghĩa là gọi tên ai. Từ Iskat có nghĩa là tìm. Nó cũng giống như nghĩa của từ Nakhazit và Naiti. Từ Kurik có nghĩa là hút thuốc. Từ Prinimat và Prinyat thì riêng cái từ này thì nó sẽ có khá là nhiều nghĩa tùy đối với lại những cái từ đi sau nó. Ví dụ như là Prinimat Document, từ có nghĩa là tiếp nhận hồ sơ. Nhưng mà Prinimat Nadush thì nó có nghĩa là đi tắm. Đấy,
Thì riêng cái từ này thì tốt nhất là bạn hãy tra từ điển, và nó có một số tình huống á, thì nó cố định bạn dùng hay bạn hay nói cái tình huống nào nhiều thì bạn sẽ nhớ thôi. Nên riêng riêng cái từ này thì mình vẫn là tốt nhất là tra từ điển nhé. Parasit, parasit có nghĩa là yêu cầu. Từ savetovat và pasavetovat có nghĩa là khuyên nhủ. Uvajat có nghĩa là tôn trọng. Ukhajit uichi có nghĩa là đi khỏi. Thì trong cái video về cái phần động từ chuyển động và các tiền tố đứng trước cái động từ chuyển động thì mình đã nói qua về cái tiền tố u rồi. Bạn nào mà quên thì hãy tra lại cái phần tiền tố đấy nhé. Và chustva vasibi có nghĩa là cảm thấy bản thân như thế nào. Thì những cái từ này là mình thấy là những cái từ mà chúng ta sẽ hay dùng nhiều, cho nên là các bạn cố gắng đặt câu với nó nhé. Thật ra không làm bài này vẫn được, mà tốt nhất thì hãy nên nhớ là rồi. Thì ok, video của mình thì đến đây cũng xin được kết thúc ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nếu như mà bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy bình luận ở phía dưới video nhé. Và một lần nữa thì mình muốn nhắc nhở đó là hãy làm hết tất cả các bài tập và chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng học sang bài 15 nhé. Mình là Warsaw, baka baka. Where are you?